nhiều đợt thiên tai cực đoan liên tục diễn ra. Hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà nước mất trắng mỗi năm. Nhiều xã nông thôn mới bị tàn phá nặng nề. Có nơi, lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới bị đẩy lùi. Sau 8 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay cả nước có trên 3.500 xã và 55 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới bền vững đang đứng trước thách thức rất lớn của biến đổi khí hậu. Từ đây đặt ra yêu cầu, xây dựng nông thôn mới phải đi kèm với chủ động phòng chống thiên tai trong những giai đoạn tiếp theo. Cách đây đúng một năm, rất nhiều hộ dân tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất khi trận lũ lịch sử quét qua nhiều xóm làng. Sau một năm, bà con nhân dân vùng thiên tai Đà Bắc đã bắt đầu sản xuất và ổn định cuộc sống trở lại. Nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định vì đất sản xuất nông nghiệp đã bị đất đá vùi lấp gần như hoàn toàn. Ngoài điểm tái định cư kiên cố, thì người dân nơi vùng thiên tai Đà Bắc vẫn còn gặp muôn vàn khó khăn khi bắt đầu một cuộc sống mới. Các chỉ tiêu nông thôn mới vì thế cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là tiêu chí thu nhập. Những hộ dân như nhà chị Nguyễn Thị Công đã chuyển về đây được 7 tháng nay. Nhưng ngoài việc đi tìm kiếm những loại dược liệu ở trong rừng, thì chị không có nghề nào khác. Củ này là củ biển ông miền bài ạ. Em đi lấy chỉ được một ngày thì được có người thì 4-5 cân, người thì được 2-3 yến, tùy vào may hay là không may đấy. Khoảng độ bao nhiêu tiền một cân? Một cân này chỉ bán ra chỉ là được 4.000 hoặc là 4.500 thôi. Những hộ dân ở xóm Bưa Cốc này giờ không còn đất lúa để sản xuất. Chồng chị Công giờ phải đi làm thuê ở thị trấn, còn chị thì cũng đang bám vào rừng để có kế sinh nhai. Ở những xóm tái định cư như xóm Bưa Cốc, đất sản xuất nông nghiệp không còn nhiều, nên bà con giờ rất thiếu việc làm, thiếu tư liệu sản xuất. Những người đàn ông thì đi làm thuê với đủ nghề khác nhau. Còn chị em phụ nữ thì chỉ làm những công việc nhà, đi hái củi, hái dược liệu để phụ thêm thu nhập. Nguồn thu nhập chính bây giờ là phụ thuộc vào là chồng đi làm thuê. Nói chung là bây giờ chỉ rau chỉ có trồng để cải thiện hàng ngày thôi, cũng không có để bán. Còn ngô thì cũng bắt đầu từ năm 2016 là ở đây là đất thì nó cũng màu nó cũng trôi hết màu rồi, người ta cũng không làm được ngô nữa. Xã Suối Nánh là một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề nhất do lũ quét hồi cuối năm ngoái. Nay bà con ở ba xóm vùng thiên tai đã được di chuyển về xóm Bưa Cốc và hiện việc đặt tên cho xóm này vẫn đang được thực hiện. Mỗi hộ khi di chuyển về đây chủ yếu chỉ được cấp đất ở, còn đất canh tác thì vẫn về những nơi ở cũ để sản xuất. Tuy nhiên, diện tích ấy giờ đa phần đã bị vùi lấp. Khi xây dựng nông thôn mới, vào trước khi lũ quét xảy ra, xã Suối Nánh đã đạt 9 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, riêng tiêu chí thu nhập đặt ra mục tiêu là 12 triệu đồng một người một năm. Nhưng nay, sau một năm thiên tai xảy ra, mục tiêu nâng thu nhập khó có thể đạt con số 12 triệu đồng như đã dự định. Cũng vì cái điều kiện thiên tai, đặc biệt là cái tiêu chí về nhà ở ấy, thì năm 2017 thì bà con dân thì cũng lũ cuốn trôi hết 10 nhà hoàn toàn và 61 hộ phải di chuyển khu tái định cư ấy, nên là cái kế hoạch 2017 phấn đấu cái tiêu chí nông thôn mới tôi không đạt được. Cái khó khăn nhất là về cái địa bàn Chuyên Ánh, một số cái địa phương vùng cao của huyện Đà Bắc ấy, là các cái tiêu chí thứ nhất là về cái tiêu chí thu nhập. Thu nhập thì báo cáo các anh năm nay thì 2018 thì cái tổng thu nhập của địa phương Chuyên Ánh có 12 triệu đồng trên người trên năm. Hai là về cái tiêu chí về hộ nghèo, qua cái ảnh hưởng của thiên tai thì cái tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao, thì để phấn đấu được cái tiêu chí này cũng là một cái khó khăn, một bài toán thách thức với chính quyền địa phương như tôi. Để người dân khôi phục sản xuất, yên tâm định canh định cư, ổn định cuộc sống lâu dài tại nơi ở mới, chính quyền địa phương tại Đà Bắc đang tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình đảm bảo nhu cầu thiết yếu như cấp nước sinh hoạt đến từng hộ dân, các hạng mục công trình gia cố tại các vị trí xung yếu dễ bị ảnh hưởng do mưa lũ gây sạt lở. Còn các hạng mục khác thì sẽ cần thêm nguồn hỗ trợ để tiếp tục hoàn thiện cho bà con. Các cái vấn đề tái thiết về cơ sở hạ tầng như đường điện, rồi đường và các cái phòng học cho các cháu
thì cũng đã được hoàn thiện. Còn về vấn đề cuộc sống của người dân về sinh kế thì hiện nay trong quá trình chuyển dân thì bà con cũng kết hợp là đánh bắt thủy hải sản trên hồ sông Đà và phát triển cây lâm nghiệp. Sau lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng hồi tháng 10 năm 2017, huyện Đà Bắc phải xây dựng 5 khu tái định cư tập trung cho 183 hộ dân bị mất tráng nhà ở và tài sản với tổng diện tích quy hoạch 25,5 ha. Mỗi hộ khi về khu tái định cư như thế này sẽ được nhận diện tích bình quân từ 250 đến 400 m2. Các hạng mục công trình cơ bản đều được nhà nước và các nhà thiện nguyện hỗ trợ đầu tư như san tạo mặt bằng, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, đường nội khu tái định cư, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, trường tiểu học và trường mầm non. Việc xây dựng nhà ở cũng được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi hộ, tổng kinh phí xây dựng các khu tái định cư lên tới gần 113 tỷ đồng. Sự hỗ trợ của nhà nước và các nhà thiện nguyện là không nhỏ, nhưng tới nay, khi đời sống sản xuất của bà con vẫn gặp nhiều khó khăn, thì việc xây dựng nông thôn mới là thách thức vô cùng lớn. Vì ngoài việc phải kiến thiết lại cơ sở hạ tầng, thì việc ổn định sản xuất và tăng thu nhập cho bà con vô cùng nan giải. Bởi trước đó, vốn liếng, tài sản, tư liệu sản xuất của người dân đã bị tổn thương nặng nề vì thiên tai. Theo tính toán của các nhà khoa học, Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu. Trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Còn theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, trong 2 năm trở lại đây, nhiều đợt thiên tai dị thường xảy ra liên tục trên khắp các vùng miền trong cả nước. Điển hình là lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, bão mạnh bất thường ở miền Trung và Nam Bộ. Trong 10 năm gần đây, mỗi năm thiên tai làm trên 300 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế trung bình khoảng trên 17.000 tỷ đồng và có xu hướng ngày càng gia tăng. Năm 2013, thiên tai gây thiệt hại 28.000 tỷ đồng, thì năm 2016 là 40.000 tỷ đồng và năm 2017 lên tới gần 60.000 tỷ đồng. Ở bên cạnh những tác động tổng thể chung đối với đất nước thì đối với chương trình nông thôn mới, đối với những địa phương chịu ảnh hưởng đã bị tác động rõ rệt. Chúng tôi xin nêu một số ví dụ ở những địa phương như là Phú Yên, Khánh Hòa trong thời gian vừa qua đã có văn bản báo cáo với Thủ tướng Chính phủ xin cho phép điều chỉnh cái mục tiêu nông thôn mới trung hạn vì một số xã sau khi được công nhận đạt chuẩn do tác động bởi thiên tai đã bị làm giảm chất lượng các cái tiêu chí, nhất là về cơ sở tầng cũng như điều kiện sản xuất. Còn từ đầu năm 2018 đến nay, các tỉnh miền núi phía Bắc liên tiếp hứng chịu thiên tai. Mưa lớn kéo dài, lũ ống, lũ quét xuất hiện tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Hà Giang đã phá hủy nhiều nhà cửa, công trình giao thông, trường học, trạm y tế, các công trình nước sạch và đất sản xuất của người dân. Riêng tỉnh Yên Bái, 8 tháng đầu năm nay đã xảy ra 13 đợt thiên tai, làm 17 người chết và mất tích, hư hỏng trên 5.000 căn nhà, thiệt hại 5.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, hàng trăm hecta nuôi trồng thủy sản và hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Mưa lũ cũng phá hủy nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 900 tỷ đồng. Tại nhiều địa phương, tiêu chí hộ nghèo được xem là một trong những nhiệm vụ rất khó hoàn thành khi thực hiện nông thôn mới. Nhưng sau nhiều trận mưa lũ lịch sử vừa qua, tiêu chí này ngày càng trở nên xa vời hơn. Đây nó cũng là một cái tác động rất lớn trong cái chương trình về thực hiện cái mục tiêu về chương trình xây dựng nông thôn mới của theo kế hoạch của huyện đã đề ra. Trong những năm qua thì thiên tai thì đã gây hậu quả cho địa bàn huyện Văn Chấn, đó là phải di rời hàng trên 700 ngôi nhà, làm phá hủy và hư hỏng hàng trăm các công trình giao thông, thủy lợi và đê kè nước sạch và hàng ngàn hecta cây cối hoa màu của nhân dân nó là bị mất trắng. Từ đây đặt ra cho chúng ta là làm sao cái tính chủ động về phòng chống thiên tai chúng ta cần phải được đánh giá một cách tổng quan hơn với cách tiếp cận bài bản và một cách chủ động, linh hoạt trong những năm còn lại của giai đoạn 2 cũng như thời kỳ sau năm 2020. Chương
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai từ năm 2011 với 19 tiêu chí. Đến hết tháng 8 năm 2018, cả nước có trên 3.500 xã và 55 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi, khang trang, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo sự bền vững xây dựng nông thôn mới đứng trước những thách thức của thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Vì vậy, giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã ban hành bổ sung tiêu chí 3.2 với nội dung xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ trong tiêu chí số 3, thủy lợi của Bộ Tiêu chí Quốc gia. Để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai tại chỗ, tháng 4 năm 2018, Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã triển khai dự án thí điểm xã an toàn với thiên tai tại 6 tỉnh thành trên cả nước. Đây là những địa phương đại diện cho các phân vùng thiên tai gồm Lào Cai, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Đồng Tháp. Thì cái dự án này, cái mục tiêu là gì? Chúng ta sẽ hiện thực hóa trên thực tế những cái mà nội dung, những cái yêu cầu mà cái tiêu chí đã đặt ra để mà những cái địa phương, những cái xã được chọn này đại diện cho cái vùng miền này sau này sẽ là một cái mô hình hiện hữu để các địa phương khác, các nơi khác phải học tập. Và thông qua cái việc xây dựng cái mô hình này thì chúng tôi cũng sẽ rút ra những cái kinh nghiệm, bổ sung những cái hướng dẫn, những cái điều chỉnh cần thiết và ban hành cái sổ tay, cái cẩm nang hướng dẫn để mà nhân rộng ra trên toàn quốc. Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được chọn thực hiện thí điểm mô hình xã an toàn với thiên tai. Với căn gác cao như thế này, gia đình anh Võ Thanh Trực sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Lụt tầm cỡ từ 1 mét tới 1,5 mét trở lên thì gia đình mình ở trên. Ở trên thì nói chung cũng 10 mét vuông thì gia đình mình cũng chuẩn bị cũng ít là gạo, muối rồi nước. Mô hình nhà tránh bão chỉ là một trong những mô hình xã Hòa Nhơn khuyến khích người dân thực hiện nhằm đảm bảo theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Các phương án phòng chống thiên tai được các hộ dân chủ động triển khai với mục tiêu đảm bảo tối thiểu nhu cầu sinh hoạt. Là vùng này là bị nước hết, bị ngập miết, cho nên là người ta ý thức được, cho nên là mỗi lần thấy mưa lớn là họ chuẩn bị ghe thuyền và lương thực để chuẩn bị phòng trường hợp lụt lao. Là địa phương thường xuyên hứng chịu thiệt hại bởi những loại hình thiên tai thường thấy tại miền Trung, cho nên bên cạnh việc xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế, xã Hòa Nhơn cũng tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng chống chịu của người dân. Mọi cái phương án đều được là rà soát và chuẩn bị kỹ càng, kể cả là tổ chức diễn tập tất cả các phương án đề ra để mà đảm bảo tốt nhất khi có cái sự cố thiên tai xảy ra. Và quan trọng hơn hết thì trong cái thiên tai diễn ra thì cái tính chủ động của người dân là vấn đề ưu tiên số 1. Đối với vùng trũng thấp thường xuyên chịu tác động của xả lũ, việc chủ động triển khai các phương án ứng phó với thiên tai được đánh giá vô cùng quan trọng. Một buổi diễn tập phòng chống thiên tai tại vùng trũng thấp hạ lưu sông Ba. Những âm thanh liên tiếp được phát ra từ hệ thống cảnh báo lũ tự động được Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ lắp đặt. Với hệ thống thiết bị này, chỉ cần một cuộc điện thoại hay một tin nhắn, cán bộ kỹ thuật có thể kích hoạt hệ thống vận hành. Những thông tin về chạy máy phát điện, về xả lũ đến được với người dân nhanh nhất, cụ thể nhất. Xả lũ thì người ta là như xả tràn thì người ta chỉ thông báo các tin nhắn từ các bộ cảnh báo này cho bà con ở vùng hạ du sông Ba chúng ta đã nắm bắt và kịp thời biết lưu lượng xả máy của xả cửa tràn của nhà máy sông Ba Hạ là bao nhiêu, có phương án phòng tránh. Sông Ba, con sông dài nhất ở miền Trung, chỉ sau vài ngày mưa nặng hạt ở thượng nguồn là ngay lập tức nước lũ dâng cao, các công trình thủy điện xả lũ theo quy trình liên hồ chứa. Những dòng nước lớn cuồn cuộn chảy về xuôi, hoa màu vùng bãi đều bị ngập trong nước. Việc đi lại qua sông trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, công tác cảnh báo lũ cho người dân vùng hạ du được đặc biệt quan tâm. Sau khi mà có các hệ thống báo tự động và báo tin nhắn hoặc là văn bản của công ty với địa phương thì cái vấn đề này thì bà con được chủ động hơn, nắm bắt kịp thời hơn. Cái vấn đề mà thiệt hại về hoa màu và các cái tài sản khác thì không còn như trước mà chưa có cái hệ thống báo tự động nữa.
Ở cuối nguồn sông Ba, các bãi bồi nằm giữa sông, nơi nông dân vẫn tận dụng đồng cỏ để chăn nuôi bò. Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại của các năm trước do tâm lý chủ quan, lúc này bà con đã có phương án chủ động hơn trong công tác phòng tránh lũ cho người và gia súc. Đó là chẳng hạn như nghe ví dụ báo động là mình lùa hòa chạy. Tới giờ nó cái hầu kia là nó chậm lại là một thời gian đêm về đêm. Bây giờ hiện giờ là không ai dám ở với nữa. Biến đổi khí hậu với những hình thái thời tiết dị thường đang tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Ở nhiều nơi với phương thức canh tác nông nghiệp truyền thống, nông dân luôn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Để tìm những giải pháp thích ứng, đảm bảo sinh kế cho người dân, một tổ chức quốc tế đã kết hợp cùng với các nhà khoa học trong nước triển khai 3 mô hình làng nông thuận thiên tại Việt Nam, đại diện cho 3 vùng miền khác nhau. Ở đây, nông dân được hướng dẫn thực hiện những kỹ thuật nông nghiệp kết hợp, hài hòa với tự nhiên, tăng khả năng hồi phục và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhà ông Việt nuôi 2 con trâu. Nếu như trước đây, phân trâu không được gia đình ông xử lý, cứ thế mang đi bón cho cây trồng, thì giờ đây, số phân tươi này đã được ông Việt dùng để nuôi khoảng 10kg giun quế. Nuôi giun quế vừa giúp gia đình ông có nguồn dinh dưỡng phục vụ chăn nuôi gà. Mùi hôi thối của phân trâu cũng không còn. Đặc biệt, ông Việt cũng nhận thức rõ được tầm quan trọng khi sử dụng phân bón hữu cơ cho cây trồng. Việc sử dụng phân bón hóa học đã không còn là thói quen của gia đình ông từ nhiều năm nay. Bây giờ dùng cái phân giun này thì là nó sâu bệnh, nó ít mà cỏ dại nó cũng hạn chế nhiều. Phân hóa học ấy là nó cũng có hiệu quả. Thế nhưng về lâu về dài ấy, thì là nếu mà mình dùng liên tục 4-5 năm thì là mình lại phải mất khoảng 3 năm để cải tạo lại cái đất. Vì nó nếu như cứ dùng nguyên phân hóa học nên là đất nó sẽ bị chai cứng. Thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có gần 200 hộ dân, dân số gần 800 người. Ở đây nông dân thường xuyên phải đối mặt với mưa lớn, nắng nóng và hạn hán, thời tiết lạnh đi kèm sương muối. Hậu quả là lũ quét, xói mòn và thoái hóa đất canh tác, sâu bệnh hại gia tăng, thiếu nước sản xuất trong mùa khô. Tuy nhiên, từ năm 2015, dưới sự hỗ trợ của chương trình biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực, Trung tâm Quốc tế về Nông nghiệp nhiệt đới SIAT đã hỗ trợ nông dân các kỹ thuật nông nghiệp kết hợp như ủ phân chuồng, nuôi giun quế, ủ rơm bằng chế phẩm sinh học, đệm lót sinh học cho gia cầm hay trồng cỏ và đậu, xen lẫn sắn để bảo tồn đất dốc. Sau 3 năm thực hiện, đến nay những mô hình này không chỉ giúp tăng thu nhập cho người dân trong thôn, mà ý thức bảo vệ môi trường của họ đã thay đổi rõ rệt. Bà con nhân dân đã hiểu được ra nhiều vấn đề, tức là có thể là mình tự có thể là xoay sở trong những cái thời điểm, ví dụ như mưa to gió lớn, hoặc là ở những cái vụ mùa trồng sản xuất nông nghiệp đấy, là không có nước. Thì bà con có thể là một là có thể là tạo điều kiện là chuyển đổi hoặc là dùng những cái giống lúa của Viện Khoa học Kỹ thuật miền núi Bắc trang bị cho dân để cấy chống hạn. Thì cũng rất là năng suất và ăn cơm rất là ngon. Cái mô hình này nó có một cái hay này. Nhà nào có điều kiện thì có thể người ta xây dựng những mô hình lớn, còn những nhà không có điều kiện thì người ta xây dựng những cái mô hình rất là nhỏ để phục vụ chính cho bản thân người nông dân đó. Không chỉ thay đổi thói quen canh tác, việc chủ động được những kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp còn giúp nhiều hộ gia đình tại thôn Mạ vươn lên thoát nghèo bền vững. Nếu mà tính cái cây này, gia đình anh Trần Trung Kiên là một trong những tấm gương tiêu biểu. Với hơn 20 gốc bưởi đang cho thu hoạch và 12 con bò nái, mỗi năm gia đình anh Kiên thu về 120 triệu đồng. Ít ai biết rằng gia đình anh từng là hộ nghèo, cả hai vợ chồng đều khuyết tật, luôn đau yếu. Thế trong những năm ở trong hộ nghèo thì bảo mình, vợ chồng mình tại sao cứ để hộ nghèo mãi. Thế cũng đất đai thì cũng rộng, thế bố mẹ để lại cho tại sao cứ để nghèo mãi. Thế năm 2014 thì đâu, vợ chồng bàn nhau múc cái đất đằng sau nhà đổ ra ngoài đằng trước để san gạt những cái hủm cho đất nó bằng phẳng. Thì từ những cái cây bưởi thì nhà cũng nuôi bò, tôi cũng được đi tham quan học hỏi ở viện miền núi Nông Lâm phía Bắc ấy. Về thấy những mô hình của họ thế mình về học tập. Phải làm theo, không làm nhiều phải làm ít. Để cho cuộc sống nó đỡ không ấy, nó khổ quá, phải để cho cuộc sống nó phải vươn lên. Đến thời điểm hiện tại tôi có thể khẳng định là người dân hoàn toàn có thể
người dân đã làm chủ những kỹ thuật đó và người dân đã tham gia vào một số những cái hoạt động tập huấn, và trong đó những người tham gia vào dự án của chúng tôi là đã đóng góp vai trò là tập huấn viên. Và những cái chuyến tập huấn này chúng tôi đã tiến hành ở một số điểm ở tỉnh Yên Bái và tỉnh Cao Bằng, ba xã ở tỉnh Cao Bằng, và người dân đóng vai trò là tập huấn viên. Điều đó không nghĩa là người ta đã lĩnh hội được kỹ thuật này rồi. Và tôi tự tin rằng là khi dự án rút đi thì một số những kỹ thuật mà bà con nông dân đang thực hiện ở đây sẽ vẫn còn được tiếp tục. Xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái về đích nông thôn mới cuối năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 22,5% năm 2016 xuống còn 9,4% năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người hiện tại đạt trên 30 triệu đồng một năm. Thì các cái điểm đến đối với các cái trung tâm của các thôn là đã được bê tông hóa. Về cơ bản là gần như là hết các cái trục đường. Đến là cái thuận lợi cho bà con nhân dân trong việc giao lưu hàng hóa, rồi thuận tiện trong cái việc đi lại đối với bà con nhân dân. Đến hết năm 2017 thì đối với Vĩnh Kiên chúng tôi đã hoàn thành được 19 trên 19 tiêu chí trong việc xây dựng nông thôn mới. Và đến nay thì tiếp tục là thực hiện được nâng các tiêu chí lên cao. Yên Bái cũng là địa phương có lợi thế nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh việc được thiên nhiên ưu đãi có vùng nuôi cá ở lòng hồ thủy điện Thác Bà, thì phương án quy hoạch và xây dựng ô lồng nuôi cá đã được địa phương chú trọng. Thay vì sử dụng những vật liệu truyền thống để làm lồng nuôi cá, hiện nay một số doanh nghiệp, hợp tác xã đã đầu tư thiết kế lồng nuôi cá với công nghệ hiện đại. Lồng được thiết kế bằng ống nhựa HDPE, lưới cước dệt và hệ thống phao nổi. Do vậy, kết cấu lồng có độ bền cao, chống chịu được gió bão và giữ lồng lên xuống theo mực nước hồ từng mùa. Thì từ năm 2016 đến nay, thì toàn huyện Yên Bình đã đóng mới được trên 1.300 lồng cá, sản lượng thủy sản về cá lồng thì hàng năm thì đạt khoảng trên 4.000 tấn. Mục tiêu từ nay đến năm 2020 thì huyện Yên Bình sẽ tập trung vào đóng mới khoảng 2.000-2.500 lồng. Trong đó thì có lồng ghép thực hiện các cái dự án khoa học công nghệ để xây dựng cái nhãn hiệu chứng nhận cá hồ Thác Bà, đồng thời là thực hiện cái chủ trương của tỉnh về phát triển nông thôn mới. Thì các cái hệ thống hạ tầng ở đây được đầu tư rất là đầy đủ đồng bộ. Thì đối với cả cái kích thước lồng như thế này và cái mật độ bố trí các cái phao dẫn như thế này là nó phù hợp để trong cái thực hiện để với nuôi trồng. Cái thứ ba nữa là với cái điều kiện về nuôi cá thì không phải là chỗ nào cũng nuôi được, mà nó ở những cái vùng mà nó phải tránh được cái gió, những cái biến động lớn. Vì một số những cái loại thủy sản ấy, thì nó không phù hợp với cả cái độ sóng nó mạnh và nó cái độ biên độ sóng nó lớn. Thì đây cũng là một cái mà thích ứng. Ở đây thì chỉ chính những người dân ở đây họ hiểu được cái chế độ về nước dâng, rồi chế độ về sóng, về nước. Thì chính họ mới hiểu được thì họ mới xây dựng được như thế này. Theo nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc, những tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu đang gây ra cản trở rất lớn đối với quá trình xây dựng nông thôn mới. Thậm chí có xã đã cán đích nông thôn mới, nhưng khi xảy ra thiên tai, hệ thống cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn, khôi phục vô cùng khó khăn. Vì vậy, các đại biểu rất mong muốn, tới đây, mô hình xã an toàn với phòng chống thiên tai hay mô hình làng nông thuận thiên đang triển khai tại Yên Bái có thể nhân rộng và áp dụng rộng rãi. Cái mô hình dự án ở thôn Mạ là một cái mô hình có ý nghĩa rất là lớn, và chúng tôi đã xây dựng nên được một cái khung lý thuyết về làng nông thuận thiên trong cái việc là nâng cao tính chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân nông thôn, vùng nông thôn nói chung. Thì cái khung lý thuyết này hoàn toàn có thể được áp dụng ở những cái địa phương với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khác. Nhưng mà khi mà chúng ta tiến hành nhân rộng thì chúng ta sẽ cần phải xây dựng lên một cái chiến lược để nó phù hợp với cả những cái điều kiện của các vùng sinh thái khác nhau. Và ngoài ra chúng ta cần phải phối kết hợp cùng với cả chính quyền địa phương và những cái cơ quan nghiên cứu ở địa phương ở những vùng sinh thái đó để họ sẽ trở thành một cái những cái đối tác để hỗ trợ trong việc nhân rộng mô hình dự án đó thông qua chính sách và thông qua những cái giải pháp kỹ thuật. Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan hơn cả những kịch bản đã được dự báo.
Để xây dựng nông thôn mới bền vững, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã xác định đưa tiêu chí thích ứng với biến đổi khí hậu lồng ghép trong các tiêu chí, chỉ tiêu khác xuyên suốt trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và để giải bài toán ứng phó với thiên tai một cách hiệu quả, giảm thiệt hại, nâng cao năng lực của cộng đồng dân cư được coi là một trong những giải pháp then chốt. Quan điểm của chúng ta trong xây dựng nông thôn mới cũng như trong phòng chống thiên tai phải lấy người dân cộng đồng làm gốc, phải xuất phát từ người dân và cộng đồng. Vì trên thực tế thì mỗi khi thiên tai xảy ra, cái hỗ trợ từ bên ngoài bao giờ cũng đến chậm hơn so với cái mong muốn của chúng ta. Vì vậy nếu như chúng ta chủ động được tại từ cộng đồng người dân thì sẽ giảm thiểu cơ bản cái tác hại của thiên tai cũng như biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó thì trong chương trình nông thôn mới chúng tôi luôn luôn đề cao cái vai trò người dân cộng đồng từ vấn đề tuyên truyền nhận thức để nâng cao ý thức người dân, để người dân hiểu được cần phải tính đến những yếu tố về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong vấn đề xây dựng mới. Ngay sau khi mà luật khí tượng thủy văn ra đời có đề cập tới vấn đề chúng ta xã hội hóa công tác phòng chống thiên tai, quan trắc cấy dày thêm những cái mà những cái khu vực mà cái trạm quan trắc của chúng ta đang còn thưa, để mà chính quyền cũng như người dân sớm có được những cái thông tin. Đấy. Vì có những cái nơi thì cái số lượng quan trắc được ở cơ quan dự báo của chúng ta không phải lớn, nhưng thực tế thì mưa lớn hơn rất nhiều. Bởi vì tại cái chỗ mưa lớn mà xảy ra những cái lũ quét sạt ở đấy thì chúng ta không có cái trạm quan trắc. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng áp dụng cả những cái vấn đề liên quan đến cái kinh nghiệm truyền thống của người dân qua cái việc mà quan sát vào những cái con côn trùng, những cái cây cỏ, những cái biểu hiện mà được truyền qua từ đời này qua đời khác, những cái dấu hiệu của thời tiết để cho người dân mà biết được những cái đó. Đồng thời thì cũng phải tổ chức cái việc mà những cái tổ đội xung kích rồi những cái lực lượng ở địa phương, chữ thập đỏ, dân quân tự vệ để mà đi kiểm tra đánh giá nhanh những cái nơi ở an toàn cho người dân. Việc nâng cao công tác cảnh báo sớm và lắp đặt các thiết bị dự báo khí tượng sẽ tạo tiền đề để các địa phương có thể quy hoạch xây dựng vùng dân cư ổn định hơn. Quan điểm của chúng tôi là làm sao có cách tiếp cận tổng thể hơn, bắt ngay từ khi mà chúng ta lập quy hoạch và làm kế hoạch xây dựng mới của các thôn bản thì chúng ta phải tính đến yếu tố biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, nhất là trong việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Như vậy thì hiện nay một số địa phương cũng đã thí điểm những cái mô hình, ví dụ từ như chúng ta làm trường học hoặc chúng ta làm nhà văn hóa thì nó không chỉ thuần túy là phục vụ cho mục đích giáo dục hay mục đích văn hóa mà cũng hỗ trợ cho người dân khi thiên tai xảy ra có thể trở thành nơi neo trú, nơi trú đậu một cách an toàn. Thì đây là những cái giải pháp mà các địa phương hiện nay cũng tính đến trong vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng. Và đặc biệt hơn nữa là cái vấn đề về sinh kế, làm sao các cái mô hình sinh kế của người dân phải chủ động coi biến đổi khí hậu không phải từ một cái thách thức trở thành một cơ hội. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã chủ động theo cái việc mà chuyển đổi cây trồng theo cái hướng thích ứng biến đổi khí hậu. Ví dụ như cái vùng mà hạ du của các thủy điện dưới các sông lớn trước đây thường xuyên bị ngập úng thì chúng tôi chuyển cái diện tích lúa với hoa màu sang trồng cây dâu nuôi tằm. Hiện nay chúng tôi có khoảng 500 hectare rồi, cái đó rất tốt. Cái thứ hai nữa là cái vùng mưa đá thì thay bằng cái trồng cây ăn quả chúng tôi chuyển sang trồng cây có củ. Thế rồi là cái vấn đề là các cái vùng cao mà không khí lạnh thường xuyên ấy thì chúng tôi phát triển mạnh cái cây ăn quả ôn đới. Thế rồi là chúng tôi triển khai cái cây lâm nghiệp, tính toán với lại cây gỗ lớn cũng như là cái giống cây phù hợp với địa bàn vùng cao vùng thấp, đồng thời gắn liền với đó là phát triển cái lâm sản ngoài gỗ. Thì đây là những cái bước đầu thôi, nhưng mà tôi tin rằng với cái sự chuyển động và chủ động trong chuyển đổi cơ cấu trồng thích ứng biến đổi khí hậu thì có phần sản xuất ổn định bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm trọng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo 3 yếu tố: hiệu quả, toàn diện và bền vững. Xây dựng nông thôn mới cần phải quan tâm hơn nữa tới các giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, phòng chống thiên tai là nhiệm vụ của toàn thể xã hội, trách nhiệm của toàn dân. Vì thế, để thực hiện tiêu chí này một cách bền vững, đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan, bộ ngành và địa phương. Có như thế, đời sống của người dân mới được cải thiện, nâng cao, kể cả ở những vùng thiên tai.